các bạn hiểu rồi chúng ta trước hết á, là thấy được là bây giờ là chúng ta đang nằm ngay giữa cái mùa tăng trưởng rồi chứ không phải là chỉ mới bắt đầu nữa nhiều người ở trên twitter vẫn chia sẻ là chúng ta chỉ mới bắt đầu mà thôi thị trường này chỉ mới bắt đầu tăng trưởng thôi không những như vậy các bạn thấy được là sự hứng thú liên quan đến crypto bây giờ là hầu như đã lan tỏ rất là rộng rồi. Các bạn có thể là đi ăn uống, các bạn có thể là đi chơi với bạn bè. Những người mà hầu như không quan tâm đến đầu tư bây giờ cũng đã bắt đầu nói về bitcoin, nói về crypto rồi. Và hầu như là các bạn thấy chúng ta nhìn trên những cái trang web như là youtube đi, các bạn thấy là youtube bây giờ có rất là nhiều những channel mới nổi liên quan đến crypto. Có thể thấy được là cái sự hứng thú đang tăng rất là cao. Hầu như là ngày nào chúng ta cũng có những cái đài truyền hình nói về crypto hết. Và crypto đã trở thành một phần gì đó trong thị trường tài chính rồi các bạn thấy được ngay cả một trong những cái bài đăng uh, của Morning Brew Đây là cái bài đăng ngày hôm qua Thì Morning Brew chia sẻ đó Đó chính là bây giờ đó Thì Morning Brew trên cái ứng dụng Đã loại bỏ vàng và loại bỏ dầu Và thay thế vào đó đó chính là Bitcoin Thì đây là cái trang chính Các bạn thấy được trang chính thì đương nhiên là có cái sự dao động giá cả Để cho mọi người dễ dàng tiếp cận được Trong đó chúng ta biết những cái chỉ số lớn của Hoa Kỳ Như là Nasdaq, S&P hay là các bạn thấy được là chỉ số Dow, bên dưới các bạn thấy được là Bitcoin, 10 years treasury có nghĩa là cái công trái phiếu 10 năm và chứng khoán của JP Morgan thì các bạn thấy được là Bitcoin đã trở thành một cái phần chính của nhiều trang web ngay cả các bạn bây giờ lên trên cnbc.com đi các bạn đã thấy được là trên cnbc.com bây giờ đó các bạn nhìn kỹ lại các bạn thấy được là chúng ta có những cái thị trường như là thị trường của hoa kỳ thị trường của châu âu châu á thị trường trái phiếu thị trường dầu thị trường vàng thị trường forex và kể đó là trường crypto của được trường crypto đã trở thành một phần chính của cái thị trường tài chính rồi thì những điều này đương nhiên là rất tốt cho cái sự phát triển của bitcoin nhưng mà thường nghĩ là morning brew chỉ ra được một điều rất là thú vị đó chính là trong cái thuyết của morning brew đó đã chia sẻ là tại sao mà trang web này là một trang web chuyên về cung cấp thông tin liên quan đến tài chính thì bây giờ lại để bitcoin lên cái phần đầu như vậy trong cái ứng dụng tại vì Morning Brew nói là lý do tại sao mà để Bitcoin đây không phải là Morning Brew là ủng hộ Bitcoin hay là Morning Brew tin tưởng Bitcoin mà đây chỉ đơn giản là tại vì đây là cái nhu cầu của nhiều người hiện bây giờ và cái nhu cầu này khiến cho những cái công ty như Morning Brew là phải đáp ứng cho nên họ để bitcoin lên đây tại vì bitcoin là một trong những loại tài sản mà đang được quan tâm đến và các bạn thấy được là những công ty khác cũng vậy mà thôi chúng ta thấy được là những ngân hàng khi mà họ nói tới là họ ủng hộ bitcoin họ ủng hộ crypto họ muốn đưa ra những dịch vụ thì không phải là họ tin tưởng về crypto hay là họ tin tưởng về cái sứ mạng của bitcoin hay gì đó hết rất đơn giản là tại vì đây là mảng đầu tư mà có thể kiếm được tiền nhất là khi mà các bạn nhìn thấy là chúng ta nhìn vào cái số tiền mà công ty Coinbase kiếm được cũng như là Brian Armstrong mà năm ngoái đã kiếm được 60 triệu, các bạn thấy được 60 triệu lương cho Brian Armstrong là CEO của sàn Coinbase là bằng hai cái CEO mà được trả lương nhiều nhất ở trên full War trong ngành tài chính cộng lại cũng chỉ bằng một Brian Armstrong mà thôi. Thì bạn thấy được là cái sự lợi nhuận là rất là cao. Cho nên chúng ta thấy được là bây giờ những ngân hàng đã không có thể nào mà làm lơ với thị trường này được nữa rồi các bạn thấy được đây đã trở thành một phần nào đó và đây cũng là một trong những điều mà rất là quan trọng tại vì chúng ta thấy được là bây giờ đó Bitcoin đã bắt đầu bước vào một cái giai đoạn là không thể làm ngơ được nữa có nghĩa là các bạn thấy được là cái sự tăng trưởng của Bitcoin hồi trước này đó thì nhiều người vẫn làm ngơ các bạn thấy được nhiều công ty lớn ngay cả năm 2007 năm 2018 thì nhiều người vẫn làm ngơ đối với thị crypto này cứ nghĩ là đây là một thị trường rất là nhỏ và Bitcoin sẽ đi xuống giá và sau này không ai quan tâm đến nữa nhưng mà các bạn thấy được là cuối cùng Bitcoin đi xuống từ 20.000 xuống còn 3.000 và 3.000 lại đi lên tới mức bây giờ là 58.500 lúc mà làm video này thì các bạn thấy được là Bitcoin và thì crypto này không đơn giản là sẽ biến mất mà các bạn thấy được là đây là một thị trường mà đã chứng minh được là cái lực tồn tại rất là mạnh chứ không giống như là nhiều người suy nghĩ là Bitcoin chỉ là một cái bong bóng mà thôi không mong bóng nào mà các bạn thấy là nổ hai ba lần hết các bạn thấy được là từ năm 2009 tới bây giờ có nghĩa là chúng ta thấy được là Bitcoin đã có mặt là 11 năm rồi và không mong bóng nào mà bị nổ hai ba lần như lần vừa chia sẻ cho nên các bạn thấy được là đây là một điều gì đó mà thằng những nhiều người bây giờ đang nhận ra được các bạn thấy được là bây giờ đó thì đơn giản chúng ta có thể nói về Bitcoin một cách là rất đơn giản tại vì chúng ta có thể nói được là công ty PayPal, công ty Visa những ngân hàng lớn nào ủng hộ, ngay cả những nhà lập pháp của nào ủng hộ Bitcoin thì chúng ta đều là chúng ta có những người nổi tiếng như là Real Vision, channel cũng nói về Bitcoin các bạn thấy được Robert Kiyosaki các bạn thấy có rất nhiều nhà tỷ phú lớn ủng hộ Bitcoin nhưng mà năm 2017 chúng ta không có những người đó. Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là sau khi mà Bitcoin nó không có chết đi mà tiếp tục tăng trưởng thì nhiều người nhận ra được là đây không chỉ đơn giản là một cái bong bóng như nhiều người nghĩ tại vì cái sự sinh tồn cái tính sinh tồn của Bitcoin rất là mạnh cho nên một năm qua vẫn không có bị phai mờ đi và không có bị mất đi và thậm chí càng ngày càng trở thành một phần lớn của thị trường tài chính này nhưng mà điều này đó đương nhiên là về cái phương diện là Bitcoin bình thường hóa trong thời gian chính là một điều rất tốt Nhưng mà ngược lại các bạn thấy là một trong những điều mà thường suy nghĩ bây giờ đó Đó chính là Bitcoin bây giờ coi như là đã đi vào một cái dùng mới Đây là một cái dùng hoàn toàn mới cho Bitcoin Đó chính là cái dùng mà không thể lơ là được Có nghĩa là các bạn thấy là trước đây những chính phủ cho thể là lơ là với Bitcoin Tại vì cảm thấy được là Bitcoin vốn hóa quá nhỏ cũng không làm được gì Nhưng mà các bạn thấy được là càng ngày Bitcoin càng lớn Thì càng trở thành một cái gì đó có thể là làm ảnh hưởng đến Tiền pháp định của quốc gia Cho nên các bạn thấy được là nhiều chính phủ bây giờ sẽ nhìn Bitcoin với một cái ánh mắt khác hơn Điều mà Thuận lo lắng đó Đó chính là khi mà chúng ta nhìn vào tình hình tăng trưởng của Bitcoin Trong đợt tăng trưởng này đó Chúng ta thấy có những cái đợt tăng trưởng Và những cái đợt điều chỉnh Nhưng mà chúng ta thấy được những đợt điều chỉnh đó Không có nhiều như là trước đây Và thực ra mà nói đương nhiên là năm 2021 này Chúng ta cũng thấy có một số những cái thông tin Với những thông tin mà chuyên Đưa ra để mà gây hoảng loạn trong thị trường Chúng ta vừa nói tới thông tin liên quan tới Ấn Độ có định cấm uh, Bitcoin, chúng ta nghe nói tới thông tin Liên quan tới Dalio nói là Hoa Kỳ sẽ cấm Bitcoin Chúng ta vừa nghe nói tới thông tin Liên quan đến là uh, Đồng Tether có thể là im thống vân vân. Nhưng mà những cái điều này cũng không có Mạnh như là các bạn thấy là những cái thông tin Mà vết của năm 2017 Như là các bạn thấy là khi mà Trung Quốc ra quyết định là không cho những sàn giao dịch hoạt động ở Trung Quốc và ra tay đàn áp tất cả những cái hoạt động liên quan crypto ở Trung Quốc cũng như là các bạn thấy được là Hàn Quốc không cho bán ICO những cái thông tin này khiến cho thị trường giao động rất là mạnh và ngay cả các bạn thấy được là cái sự tách rời giữa Bitcoin và Bitcoin Cash năm 2017 cũng khiến cho giá cả đi xuống rất nhiều cho nên các bạn thấy được chúng ta vẫn chưa thật sự là đụng chạm bất cứ một cái phết nào gọi là lớn ở trong cái tình hình hiện thì bây giờ hết Thường nghĩ là chúng ta sẽ thấy có một cái tin tức gì rất xấu và rất lớn Sẽ làm cho nhiều bạn hoảng loạn Tại vì các bạn thì được rồi bây giờ đó Khi mà chúng ta nói tới à, tình hình của Bitcoin đó, Thì hầu như là 100 bạn thì thường cảm thấy là phần lớn Mọi người đều nghĩ là Bitcoin sẽ lên tới 100.000 đô Các bạn thấy được điều này phản ảnh thông qua những cái comment bên dưới Những cái video thuận đăng Hay là phản ảnh ở trên những mạng xã hội Phản ảnh ở trên Twitter nói chung Nhưng mà trên bản các bạn đã biết thị trường này sinh ra để mà lấy tiền số đông, điều qua số ít. Cho nên không lý do gì mà tất cả mọi người sẽ cùng nhau để có thể có lợi nhuận rất lớn khi Bitcoin lên tới 100 ngàn, 200 ngàn. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ có thêm nhiều đợt, nhiều đợt làm cho nhiều người hoảng loạn và bán Bitcoin của mình để cho những Bitcoin nó rơi vào cái số nhỏ. Đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn một số suy nghĩ mà Thuận muốn đem đến cho các bạn trong cái video này Và các bạn nghĩ sao về những thông tin này thì các bạn hãy comment ở bên dưới ở à, Trước hết chúng ta đây là một thông tin thông cảm thấy cũng rất là thú vị Đây là cái thông tin, đây là cái trang web đầu tiên Đó chính là Liberty Standard là trang web đầu tiên mà cho các bạn có thể là mua bán Bitcoin Và các bạn thấy được là bây giờ đó thì chúng ta nhìn vào tài liệu hồi xưa đây là trang web Liberty Standard thì một đô la một đô la các bạn thấy được cái giá bán đó một đô la là các bạn có thể mua được là 1578,77 đồng BTC có nghĩa là các bạn thấy được là chúng ta lấy 1578.77 đi chúng ta lấy cái máy tính ra để coi coi là bây giờ là đáng giá bao nhiêu thì 1578.77 nhưng cho giá Bitcoin bây giờ là cho là các bạn thấy là 59.200 đi Thì các bạn thấy được là một đô la Hồi xưa bây giờ các bạn thấy là đáng giá là 93 triệu 93 triệu một đô la của năm 2009 bây giờ đáng giá là 93 triệu Có thể nói là không thể tưởng tượng được <laughs> Cho nên người ta mới nói là Bitcoin là một loại tài sản mà không thể có loại tài sản nào trong lịch sử loài người mà có thể là tăng trưởng mạnh như vậy các bạn nhìn đi đây là cái thống kê từ đầu năm cho tới bây giờ các bạn thấy được từ đầu năm 2021 cho đến cái thời điểm là ngày 29 tây thống kê này được chia sẻ bởi sàn giao dịch Kraken các bạn thấy được là Bitcoin từ đầu năm tới bây giờ đã tăng 100% trong khi các bạn thấy được là Crude có nghĩa là các bạn đầu tư vào hợp đồng dầu thì chỉ tăng có 25% mà thôi chỉ số S&P 500 thì chỉ tăng có 6%, các bạn đầu tư vào đồng đô la chỉ tăng có 3% khi các bạn đầu tư vào Dollar Index là chỉ số đồng đô la so sánh với những cái ngoại tệ khác khi mà các bạn đầu tư vào chỉ số Nasdaq thì tăng có 2%, khi các bạn đầu tư vào công trái phiếu 10 năm của Hoa Kỳ thì từ đầu tới bây giờ các bạn lộ 6%, đầu tư vào vàng các bạn đã lộ 9% từ rồi tới bây giờ. Thì khi mà chúng ta nhìn ở đó, chúng ta nói là đầu tư vào crypto quá nguy hiểm, à, chúng ta không nên quan tâm về đầu tư này, chúng ta không nên tìm hiểu. Nhưng mà các bạn cần phải hiểu là cái sự nguy hiểm đó các bạn phải so sánh với lại cái lợi nhuận thì các bạn phải đưa ra một cái cân bằng là các bạn có nên tìm hiểu đầu tư hay không không thể vì một mảng đầu tư nào mà các bạn cảm thấy là quá nguy hiểm quá dao động các bạn không muốn đầu tư và các bạn lại không muốn dùng thời gian để tìm hiểu trong khi các bạn lại có thể bỏ lỡ một cái sự tăng trưởng mạnh tới như vậy. Các bạn thấy được là khi chúng ta nhìn vào từ rồi tới bây giờ đi thì chỉ số S&P 500 là một trong những cái chỉ số mà rất nhiều những cái mutual funds như là những cái quỹ đầu tư đó là đầu tư theo chỉ số S&P 500 thì từ đầu tới bây giờ chúng ta có 6% trong khi Bitcoin tăng tới 100%. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là các bạn thấy được là 1 đô la các bạn bỏ vào chỉ số S&P 500 bây giờ các bạn chỉ có là 1,06 đô la mà thôi trong khi các bạn một đô la bỏ vào các bao giờ đã có 2 đô la rồi thì các bạn có thể thấy được là chỉ cần các bạn chịu mạo hiểm một phần nhỏ của chương một đầu tư thôi thì có thể là có lợi nhuận bằng các bạn mạo hiểm cả chương mục đầu tư đầu tư vào chỉ số S&P 500 đây là điều mà thông muốn chia sẻ với các bạn thì nói đến đây để chúng ta nhìn vào một cái tài liệu cũng rất là thú vị được chia sẻ bởi Classno